cái chuyện tập luyện chắc chắn là phải tập để mình có những cái thành tích tốt. Nhưng mà khi mà mình đạp gần với thiên nhiên hơn, cái việc tập luyện nó sẽ không phải là bị bắt buộc nữa. Nó sẽ đổi ngược lại là mình được tập, được đạp. Mình tên là Nguyễn Hoàng Sang, hiện đang là vận động viên xe đạp chuyên nghiệp và thi đấu cho đội Đồng Nai. Đến với xe đạp là từ ba của Sang, gắn bó đến nay gần 15 năm. Thời điểm này là thời điểm mà Sang cảm thấy mình yêu cái môn xe đạp này nhiều nhất. Đường đi đến Mai Châu dài 90 cây và có hai con đèo. Đi trên một hành trình thường thì các vận động viên sẽ nhìn vào tốc độ, nhịp tim hay là vòng chân. Ngày hôm đó mình quyết định không nhìn vào các thông số. Dự báo thời tiết là sẽ mưa dầm nguyên một tuần, đua xong rồi thì giờ hưởng thôi. Nhưng mà hưởng cái này hơi cực. Đến với bộ môn xe đạp, cảm thấy muốn thách thức bản thân. Khi càng đạp thì mình chỉ muốn vượt được cái sức của mình. Khi mình từ Hòa Bình đến đèo Đá Trắng thì mưa suốt trên đoạn đường. Sương mù nữa. Nhưng mà mình vẫn cảm thấy thích được cái thời tiết đó. Ê! Hello! Mọi người thì cứ nghĩ là vận động viên xe đạp rất là cực khổ. Mà đúng là nó cũng hơi cực thiệt. Mình phải giăng nắng ngoài trời và mưa thì rất là to. Riêng mình hiện nay thì mình thay đổi tư duy một chút. Người tham gia họ nghĩ cái chuyện thi đấu chuyên nghiệp sẽ rất là khó, nên hiện tại nó có một cách biệt rất là lớn. Mình muốn làm như thế nào để xóa bỏ những cái cách biệt đó. Khi đến Mai Châu thì chắc chắn là một điều rất là khác biệt mà không có từ ngữ nào diễn tả được. Cái mùi vị của cái vùng đất đó và cái nguồn năng lượng nó rất là dễ chịu và thư thả. Wow, đẹp quá. Những người ở thị trấn Mai Châu rất là thân thiện, cởi mở. Mình là một vận động viên xe đạp thì đi rất là nhiều nơi. Mà khi mà mình đến Mai Châu và đặc biệt là Abana thì mình chỉ dùng từ wow thôi. Họ làm một khu nghỉ dưỡng nhưng mà thực chất họ giữ nguyên những cái gì của thiên nhiên ban tặng. Khi bạn yoga hay là ngồi thiền thì các bạn sẽ cảm giác được tiếng chim hót hay là tiếng suối chảy. Bạn sẽ tập trung vào cái năng lượng hơi thở của mình. Tất cả mọi người làm tất cả mọi việc để vì cái gì? Tất cả là vì sự hạnh phúc. Trải qua trong chuyến đi đó thì tự động mình sẽ cảm giác được cái sự hạnh phúc đó. Nó luôn có sẵn cho mình và khi mình đạp thì mình cảm thấy nó cứ cho chảy. Dự án Đạp và Đạp là một cái tập thể muốn truyền tải đến với mọi người về việc đạp không khó và đạp gần với thiên nhiên. Những chuyến đi sắp tới thì Đạp và Đạp cũng muốn kết nối được thêm nhiều người hơn để cùng nhau tham gia các chuyến đạp đến gần với thiên nhiên.